chào tất cả quý vị đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Thưa cô Lan, hỏi chút xíu, cô Lan thấy là Khánh Ly con hơi nhút nhát một tí xíu đúng không? Con run mã lần đầu tới, mình có cái gì hồi hộp không? Dạ là lúc đầu con tới con hay hỏi bố là bố ơi, con lên đó con nói sai thì có sao không? Thì bố trả lời như thế nào? Dạ là bố nói là sai thì không sao đâu, có thể sửa lại. Chương trình này á, mang đến cho tụi con là mình có những cái chia sẻ với bố nè, những cái ước mong của mình. Ví dụ như là bố bình thường bố hay la tụi con, và con muốn là sau này bố sẽ sửa đổi bất kỳ cái gì đó. Con cứ thoải mái con nói ra với chương trình, không có gì con phải sợ hết. Bé Ly vừa chia sẻ rằng là con hỏi bố là lên đây con nói sai có sao không? Có nghĩa là trong cuộc sống bình thường con rất sợ bị làm cái gì sai đúng không? Và ai hay là người trách con làm sai nhiều nhất, bố hay mẹ nè? Dạ là con làm sao cái gì thì bố mẹ là người la con. Nhưng mà ba mẹ la con không phải là không thương con, mà la con để con khôn hơn, con lớn hơn. Với lại nhiều khi á, Khánh Ly con là chị cả đúng không? Cho nên là đôi khi bé sẽ cảm thấy là mình còn phải có trách nhiệm, và con làm gương cho em của con nhiều đúng không? Tính ra là bé Như cũng là chị phải không ạ? Bé có một đứa em đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thì không biết là ở nhà hai chị em là có quậy dữ không? Quậy lắm. Quậy lắm hả? Yeah. Quậy lắm. Mà thường ở nhà là bố hay là mẹ là sẽ nghiêm khắc với lại hai bé hơn à? Thường thường á là mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn. Còn thường ở nhà thì bé sẽ dành thời gian bé chơi đùa với bố hay là mẹ nhiều hơn ạ? Ở nhà thì bé chơi đùa với chị bố. Chị luôn. Hai vậy thì ở nhà là không biết là mỗi lần mà xin tiền mình ăn kẹo ăn bánh là xin bố hay xin mẹ? Xin bố, tại vì xin mẹ không có cho. Rồi còn Khánh Ly con thì sao? Ở nhà con hay tâm sự với bố nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Dạ thưa cô là con tâm sự với bố nhiều hơn. Tại sao mình lại không tâm sự với mẹ? Tại vì mẹ con làm nhiều quá, nhiều khi con nói mẹ chơi với con nhưng mà mẹ không có thời gian chơi với con. Mẹ con đang bây giờ đang làm công việc gì hả Ly hả? Dạ thưa chú là mẹ con đang làm kế toán. Kế toán tính toán những con số và sổ sách rất là nhiều và rất là căng thẳng. Dạ. Nhiều khi mà nếu mà sao nhẹ một cái mình tính sai thì sẽ ảnh hưởng cái công việc rất là nghiêm trọng. Thế là hai bố con lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sẵn đây luôn, nãy giờ em để ý từ đầu chương trình tính hỏi Khả Như ơi, ở nhà đó em con dành ăn với con hả? Đang thấy con khá là ốm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mà tại vì là cái này là do em dành ăn hay là mình là chị cho nên mình phải nhường cái phần ăn đó cho em? Mình là chị mình phải nhường phần ăn đó cho em. Hai người chị gương mẫu ở đây luôn. Thiệt luôn. Trời ơi, em cảm giác là giống như là mình bước vô một lớp học vậy đó anh. Bé quá nghiêm túc. Em chào hai chị. Vậy thì sẵn ở đây mình cảm thấy là ở đây có hai người chị. Bây giờ mình sẽ hỏi xoáy sâu vào cái việc là sự trưởng thành của hai chị đối với em như thế nào. Em xin phép hỏi bên đây trước nha. Rồi. Anh Phúc. Rồi. Bây giờ ở nhà là con với em á là hay chơi đùa với nhau, thì mình hay chơi trò chơi gì nè? Chơi mắt bắt dê. Ngoài cái trò mình bắt dê thì mình còn chơi trò gì nữa nè? Chơi trò tập vòng vòng. Tập tầm vong. Tập tầm vong. Con công hay mua, nó mua làm sao nó thụt cánh và nó xòe cổ ra đó. Cười quá, cười đúng rồi, cười thích thoải mái rồi. Nhưng mà có bao giờ là hai chị em là mình gây gỗ với nhau chưa? Ví dụ như là em hư rồi con dạy em không được rồi cái mình gây lộn với nhau chưa? Dạ rồi. Rồi những lúc đó thì con giải quyết như thế nào? Con nói em đừng có quậy. Rồi lúc đó em có ngoan luôn không hay là em vẫn quậy nữa? Vẫn quậy. Vẫn quậy luôn hả? Vậy thì lúc đó mình làm sao? Mình có mét bố mẹ để giải quyết không? Dạ mét bố mẹ để giải quyết. Lúc đó là bố mẹ phạt hai đứa luôn hả? Bình em hơn đúng không? Bình em hơn đúng không? Không dám nói luôn, không dám nói. Thấy giống như kiểu thương em. Chị nghiêm túc, trưởng thành. Rồi bây giờ chị Ly nè, chị Ly. Dạ chị Hai Ly. Dạ em chào chị Hai Ly. Rồi. Chị Ly chơi gì với mấy em nhỏ mình ở nhà nè? Chơi dạ, với em. Dạ con thường chơi xếp gỗ với xếp hình với em. Rồi em nghĩ câu này rất là dễ thương nè, tại vì ở đây là có hai người chị. Không biết là cái cảm xúc của tụi con như thế nào khi mà tụi con biết là mình sắp có một đứa em? Dạ là con hay thấy bụng của mẹ di chuyển, là con hay nói với em là mẹ mốt thế nhưng mà sinh ra thì chị sẽ mua gấu bông với lại mấy đồ chơi khác cho em. Có nghĩa là mình đã sẵn sàng tâm lý của người chị rồi. Rồi Khả Như, con cảm thấy như thế nào khi mà ví dụ như là bố với mẹ báo là con sắp có một người em rồi đó, lúc đó cảm xúc mình như thế nào?
Vậy là vui. Vui hả? Rồi lần đầu tiên khi mà con thấy em á, em tại vì em rất là nhỏ đúng không? Mới sinh con thấy em thì lúc đó con như thế nào? Con có bế em được không? Dạ được. Đó, mình biết thay tã cho em không? Dạ không. À, vậy là mình chăm sóc và mình chơi đùa với em đúng không? Dạ đúng. À, thì sẵn đây hỏi hai bố luôn nè. Dạ nói chung là mỗi nhà mình cũng hai bé rồi, thì không biết là cảm xúc của các bố như thế nào khi mà lần đầu đưa vợ mình đi sanh. Bây giờ em xin phép em hỏi bố Sơn trước ạ. Sự là lần đầu tiên thì có gia đình rồi, có em bé thì cảm giác rất là vui. Dạ. Cho nên là không, nói chung là cái cảm xúc không có tả được, rất là vui mừng. Mong sao rằng là vợ mình sinh ra một cái em bé thật là xinh, phải là giống mình hoặc là giống gia đình, cho mong được bé được khỏe. Dạ, vậy lúc lần đầu mà anh bồng bé đó, anh có sợ không? Mình có bỡ ngỡ hay như thế nào? Tại vì lúc đó có nhiều ông bố rất là sợ, không dám, tại vì sợ là sẽ bị làm cho bé bị thương hay là sợ đau á. Thật sự là lần đầu tiên cũng chưa ẵm bé bao giờ. Dạ. Nhưng mà lúc đó cái cảm giác mừng quá. Dạ. Mà có cái khăn nữa, nói chung là cái khoảng khắc đó thì không, mình không có sợ là mình ẵm con có vấn đề gì nữa. Vui quá thì mình ẵm, nói chung là ẵm rất là ok. Dạ. Ẵm vô rồi để cho bé nằm chung với mẹ kế bên. Dạ. Cảm giác rất là khó tả. Dạ, có phong có sao rất là nhiều. Mặt anh Sơn đây, anh Phúc kể lần đầu tiên làm bố. Bên kia có một người đang chờ kể kìa. Rồi, cũng bị muốn kể lắm rồi. Nè. Dạ, em cũng như anh Sơn cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Nhất là kỷ niệm đầu tiên về bé Khánh Ly. Lúc đó là hai vợ chồng của mình đã về trên Đắk Lắk á. Ra khi đó mình cũng chờ đợi và hồi hộp. Và khi mà giây phút mà vỡ òa nhất là lúc mà thấy cô hộ sinh bế em bé đi, mà cô đi thật là nhanh. Mình cũng theo không thể tưởng tượng được là cô bê vậy. Mình cứ cảm giác ở từ xa mình sợ là cô bê rớt bé của mình. Dạ. Cái giây phút mà được bé rất là, nói chung là nó hạnh phúc, cảm giống như cái hơi ấm của bố với con ấy nha. Chia sẻ lan tỏa nhau á. Em thấy là bây giờ ở đây nhà đều có hai chị em hết, thì không biết là bố có dành thời gian đồng đều cho hai bé và mình thương đều không ạ? Hay là có cái phần nghiêm khắc với lại cô chị nhiều hơn? Bây giờ em hỏi bố Sơn trước đi. Không, nếu mà thời gian mà để mình dành cho hai bé thì nói chung là đầy đủ và rất là công bằng. Dạ. Em hay là chị gì cũng vậy. Nếu mà ai sai thì mình cũng giống như là mình có một cái hình thức. Tại vì khi mà bé lớn rồi mà thấy mình xử lý không đúng thì khi bé thì xử lý đối với chị em mình không công bằng luôn. Nó sẽ bắt chước nó đi. Dạ. Cho nên là mình sẽ công bằng chứ không phải là mình thương bé nhỏ nhiều hơn bé lớn. Bé lớn vậy thấy vậy nhưng mà nhiều lúc cũng dành đồ chơi em, rồi em cũng dành. Nói chung là rồi ba mẹ là phải đứng ra giải quyết. Dạ. Mà giải quyết làm sao phải cho ổn thỏa. Còn không là không chịu. Trẻ Như ơi, nãy giờ bố nói vậy đó, con thấy bố nói đúng không? Dạ đúng. Nãy giờ thấy là chơi gấu không mà thấy chưa, cái nhưng mà vẫn nghe ngóng nghe bố nói. Dạ rồi, không biết bên bố Hiếu à? Dạ bố Hiếu như thế nào ạ? Dạ thực ra thì với Khánh Ly thì là cũng lớn hơn, còn bé nhỏ ở nhà thì cũng được 2 tuổi. Việc sự anh bé ở nhà 2 tuổi thì ý thức ảnh còn chưa được hình thành cho lắm. Mình cũng chia sẻ với Khánh Ly rằng là đó, con phải làm chị và chị con là phải chia sẻ cho em những cái việc em chưa hình thành được, cái việc suy nghĩ con phải là người chỉ cho em. Thưa quý vị khán giả, từ nãy giờ thì cũng đã chia sẻ khá nhiều những câu chuyện của bé Khả Như và bố Sơn, cũng giống như là bé Khánh Ly và bố Hiếu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2, bắt đầu cái vòng này để xem là có thực sự là hai bố con hiểu nhau hay không.